Ok, mình nghĩ là mình sẽ chơi cái trò cái gì mà ta Academy đi. Cái language mà easy này này. Picture and image. Cái language easy này. Hội thoại ghép về những cái hình ở những người nước ngoài này. Là cái phần này là chúng ta không có smartphone như kiểu cái phần 5 ấy. Nên là cái công nghệ nó cũng rất là cùi. Và cuối cùng thì nhân vật chính chúng ta đã thoát được cái rào cản ngôn ngữ và đến được sân bay. Nên là mình cảm thấy tự tin hơn với cái kỹ năng nói chuyện của mình. Cái này là tăng cái gì ấy nhỉ? Academic nhỉ? Ồ đúng không? Nên là cái miêu tả này thực ra nó không rõ lắm. Golden Week Over, rất là buồn. Cậu biết đấy á. Rabbit can die from the sadness. Thỏ có thể chết được nỗi buồn. Ok one. Một cái là cậu không phải thỏ. Và cái thứ hai là không phải là buồn. Mà là mất vị giác. Cái gì đây? Đây nói về cái nỗi buồn tớ nhìn thấy á. Một cái học sinh cấp 1 ở cái đền Nagakishai lần cuối mà tớ đến đấy ấy. Nhìn con bé rất là buồn và tự chơi mình, tớ cũng cảm thấy tớ thương cô bé. Chúng ta có một học sinh cấp 1 ở một mình ở Nagakawashai ta, nhưng không biết là liệu con bé có gặp rắc rối gì không. Tôi hiểu cái suy nghĩ của ông rồi. Ông đến đấy là có mục đích gì tôi biết rồi. Thằng này mẹ anh Johnny Sin này là. Nên là cả cái trò này mình chưa bao giờ gặp cái cô Canon của cái thằng Kenjin nhé. Nên là chúng ta có cái cô Aonishi này cũng rất là xinh này. Nên là mình không hiểu ra phần này cái các cô giáo này thầy giáo được độ 1000% nhìn trông rất là xinh luôn. Tôi thở dài. Hôm nay tôi chả muốn dạy học chút nào. Tối hôm qua tôi đã xem TV và tôi nhìn thấy một cái tàu đặc biệt. Đợi mình. Di chuyển bằng tàu thì luôn luôn rất là nai có đúng không? Tại in sleepy car in traveling the G. Nói về tàu à? Hãy nói về việc cái robot shape instrument on the roof of the train. Cái mẹ gì đấy? À cái kiểu cái hệ thống mà kiểu đi theo điện đấy nào ấy. Năng lượng thì được tạo ra từ cái thiết bị này khi mà nó tiếp xúc trực tiếp về cái dây. Ok, là mới à? Hồi xưa làm gì có nhỉ? Có vẻ như là cậu biết là chúng ta đang nói về cái gì đúng không xin? Hãy xem câu trả lời của em rồi. What do you call? Em gọi cái mà thiết bị mà giữ tạo ra được cái dòng điện cho cái tàu là cái gì? Gọi là pantograph. Pantograph này. Đây là nó có một set cái câu trắc nghiệm mới. Thôi cái phần gốc là nó toàn trắc nghiệm về Nhật Bản đấy. Đúng vậy. Em có vẻ như biết rất nhiều thông tin về cái này nhỉ? Hoặc là em là một con người rất ưa thích về tàu. Tôi có phải ai giống cô đâu. Phần lớn những cái tàu hiện đại bây giờ là được kết nối bằng đường điện. Bằng cách là kết nối cái pantograph với cả cái dây ở trên. Nên là cả cái bộ này nó gọi là pantograph này. Tuy nhiên là cái monocrail thì sử dụng cái hệ thống pantograph là được giấu ở trong tàu. Cái monorail là nó giống kiểu cái tàu điện nhưng mà nó che hết cả cái này ấy. Cái pantograph này nó nhìn nó không lộ ra luôn ấy. Mình nghĩ là mình sẽ đi thăm em học sinh tiểu học xem. Mình không biết là mình phải mang cái gì đặc biệt không. Cô gái học sinh nên là chúng ta phải đi săn mà. Ý của mình là đi hỏi thăm em ấy luôn. Tí nữa lỡ mồm. Cái gì đấy? Thế là dù sao em ấy là học sinh cấp 1 nên chúng ta cũng không nên manh động.
từ từ, đây là có Silent Castle. Oh shit, hôm nay đi họp à? No no no, hôm nay mình phải đi thăm mấy em đi tiểu học. Mẹ cái điện thoại mình, từ khó chịu nhỉ, xem. Đợi mình chút. Học sinh tiểu học. Như là cái chỗ mà Shai được rồi. Bên này có ai nhỉ? Bunkichi này. Bên này có Yuko. Oh no. Work related. Nhưng mà chúng ta phải đi thăm em học sinh tiểu học bởi vì em ấy đang cần sự trợ giúp. Hôm nay là ngày 6 đấy. Student Iwado. Đây đây nhỉ. Đây đây đây, học sinh tiểu học. Oh my god. Mẹ và bố em nói rằng là em đừng nói chuyện với kẻ xấu, người xấu. Liệu anh có phải người xấu không? Phải, anh là một người rất là xấu. Ồ, thế anh là người xấu ra? Em lại chưa bao giờ gặp một người xấu trước đây. Nhưng em lại không thể nào chơi được bây giờ bởi vì em đói. Có một cái gì mà em thực sự muốn. Em muốn ăn nó. Ăn một cái gì đó tròn và nóng và mềm. Em đợi, em đứng ngay đấy nhá. Mình nghĩ là cái chip mô nha, cho nên chúng ta sẽ đi mua cái bánh mực. Tụ này dễ mà. Nghe giọng là đã biết dễ rồi. Mình cũng chưa mang cái social link của em này. Đây 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 đây. Đây là món ưa thích của em. Cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Michael thúc my weird takoyaki này. Đấy, thật sự là ngon. Em ăn cả, em nuốt hết cả cái đầu đồng ấy luôn. Bây giờ em khát quá. Em muốn cái gì đó nó fishy. Một cái gì đó điên rồ và đắng ấy. Nên là mình có cái MacBook này. Là cái con này nó kêu giống như con gì ở trong cái Legend of Zelda ấy nhỉ? Michael thúc mày MacBook. Liệu chúng ta có, anh thực sự là người tốt bụng. Liệu chúng ta có thể là bạn không? Nhưng mà anh là kẻ xấu mà. Hãy đến chơi em, chơi với em nhé. Of course. Thank you. Thật sao? Thế thì em sẽ đợi anh ở đây à? Anh không được nổi rồi đấy nhé. Thế là cái hôm sau thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Ok, mình sẽ quay lại trường này. Mình tưởng hôm nay chơi được em. Mình xem là có cái personing. Mình có cái... Tôi chết rồi đó. Mình không có cái sơ trang nào. Oh shit man. Hôm nay mình muốn đi chơi với con Yuko. Nên là chúng ta tập trung vào mấy em gái chứ ấy. Nói chung là các bạn biết cái lý do là nó như nào đấy. Nhưng mà chung là chúng ta có nhiều cái sơn múi rồi. Còn chơi với thanh niên nam thì kể cả không chơi hoặc là có chơi thì cũng được, không sao cả. Nhưng mà chắc chắn là mấy em nữ là phải thân rồi. Mình nghĩ là mình sẽ gọi lại cái con Twilight Fragment này. Nên là lên cái rank này là có được mớ Twilight Fragment luôn. How may I assist you? Shit man, mình lại phải gọi cái sơ chuyên. Ủa đắt thế. Oh my god. Nhưng mà đắt thì cũng phải gọi thôi. Oh my god. Để mình xem cái rank của con này là bao nhiêu. Ok, hình như là đây nó rank 3 sao nhỉ? Nên mình đang xem lại mấy cái option hội thoại nó hợp lý. Mình cũng chắc là mình có thể không chơi được, không được option nữa, mình muốn tối đa qua cái chắc cú ấy. Cái lịch trình của chúng ta, bởi vì nếu mà các bạn không chắc cú cái lịch trình ở cái phần là Persona 3 này là hơi bị rắc rối đấy.
God damn, em mình có điện thoại. Shit. Ok, chúng ta sẽ đến gặp em Yuko. Hey ya. Ôi, Yuko phần này xinh quá. Nên là cái vấn đề là cái Persona Fest kia hồi xưa là cái người của nó cứ lùn lùn đi. Thế này chúng ta không được cảm nhận được. Nên được cái là phần này là 100% hội thoại nó lồng tiếng rất là nice. That one thing I left some tissue. Thế là tớ đã để cái giấy ăn trong cái quần chạy của tớ. And then I washed it without realizing. Oh boy, did that make a mess. Thế là tớ đã giật nó mà không nhận ra, thế là nó nói kiểu là nó ra mùn giấy ấy. Oh, can you hang on a sec while I put my shoes on? Này nó hay kiểu tán chuyện mình ấy. Thế cậu có đợi một chút, tớ sẽ đi giày và thoải mái đi em. Anh mà nhiều thời gian lắm. It's the same stupid prank every time. Lại cái trò đùa ngu ngốc mà mình gặp suốt. Có một cái mảnh kẹo cao su ở trong lúc cao locker của Yuko này. At least my shoes are safe. Fair, at least my shoe. Ý như là giày của mình không bị sao. Nên là nếu mà làm thế thì thực sự là quá bực mình luôn. Nhiệm điện này có xảy ra thường không à? Do you think cậu nghĩ rằng ai làm điều này với cậu à? Tôi nghĩ không thay đổi, không khác biệt mấy. I have my suspicions, but I don't plan to confront her. Tớ có nghi ngờ của tớ nhưng mà tớ sẽ không có ý định để đối đầu với cô ấy đâu. I was pissed off at first, but eventually I just got used to it. Tớ hơi bị giận nhưng mà về cơ bản là về sau tớ cũng tớ quen rồi. Khổ thân nhá, mẹ con chó này. Getting worked up about this would just tire me out. It's not worth it. Nên là cũng giận dữ và suy nghĩ về cái này nó sẽ khiến tớ mệt mỏi và chả để làm cái gì. Nên nó thực sự không đáng đâu. But if I catch her in the act, I am fully prepared to grab her and teach her a lesson. Nhưng mà nếu mà tớ tóm được cô ấy, khi đang làm việc đấy, tớ sẽ sẵn sàng tóm lấy cô ấy và cho cô một trận. That was a joke, okay? I'm a nice girl, really. Và đấy là một cái trò câu đùa thôi. Tớ là một người cô gái tốt mà. Come on, let's go. Em kể cả em không tốt cũng không sao. So nhưng công nhận giúp cô phần này mặt tròn hơn đấy, xinh hơn. Rồi, I think, tớ đoán là bây giờ sẽ là lúc để chúng ta cập nhật lại cái uniform của team chúng ta này. Cậu nghĩ rằng là chúng ta sẽ mặc quần bó hơn một chút thì có xa không? Họ nói rằng là nó sẽ có tác động giảm cái khí động học. Càn gió. Nghe cũng hợp lý. Đấy là Nishiwaki-san. Mẹ mày con chó này. À lại mấy con mẹ mày kiểu mannequin này. Liệu cái đấy có phải là người yêu cô ấy không? Đã kiếm được con mồi mới rồi sao? Tôi rất ấn tượng đến Nishiwaki-san. Mẹ mày. Là bọn tớ không hẹn hò, bọn chỉ là bạn trong của một team thôi à. Thôi nào. Không cần phải hành xử lịch sự ở trước mặt cậu ấy đâu. Hãy kể rằng hãy kể rõ mọi chuyện thế nào. Quá đẹp trai mẹ. Maybe I should become a team manager too. Tôi ngạc nhiên lại cô lại có thể có được chiến thuật là một cậu đẹp trai như vậy. Có thể là tớ cũng nên trở thành một team manager nữa. Tuổi. Các cậu đã nhầm rồi, giống như mọi khi. Đừng làm điều đấy, cậu sẽ chỉ chạy quanh sau tất cả mọi người suốt thôi. Và với một cô gái mà có nhiều cơ bắp thì nó không thực sự là quấn hút đâu. Này đừng có nói trước mặt bạn trai cô ấy như thế. Nên là nói như thế thì làm cô ấy phải xấu hổ đấy. Mẹ mày. But you're better off looking for a boyfriend elsewhere. Is that really... Đấy là thực sự cái gì cậu muốn sao? Tôi sẽ không ngại khi các cậu nói xấu tôi.
Nhưng mà các cậu nên đi tìm người yêu ở chỗ khác đi. Tôi phải nói rằng là một trong vai trò là người quản lý ấy, là một công việc bận rộn, nên là các cậu sẽ không có thời gian để đi bỏ kẹo cao su và locker của những người khác đâu. Cậu đang nói về cái quái gì vậy? Tôi chả hiểu các cậu nói về cái gì. Tất nhiên là không, tôi chỉ là nói ví dụ thế thôi. Cái gì vậy? Liệu tôi có nói một cái gì đó làm cô phải gì nhỉ? Cái offend thì tiếng Việt là cái gì nhỉ? Kiểu bị offend không ấy? Các bạn tự dịch. Chả có gì cả. Này, thôi hãy đi thôi. Em không muốn phiền. Mấy em lại được cái mẹ mày vòng một sự to phết nhỉ? NPC. Xin lỗi cậu đã kéo cậu vào như này. Bạn đừng lo về nó. Không, cậu không cần phải lo về cái đấy đâu. Đâu à? I should probably fill you in. You get the wrong idea about me. Chắc là tớ phải nói rõ cậu trước khi cậu hiểu lầm về tớ. Let's go sit down. Hãy tìm chỗ nào ngồi một tí đi. Ok, bro. That girl, nhưng mà công nhận phần này Zuko xinh thật đấy. Went to the same middle school. Cái cô gái ở trong In the Black Tie. Cái cô gái mà mặc quần tất à? Màu đen à? Cô ấy đi học trường cấp 2 cùng tớ. Khi đấy là có một cậu nhóc, cậu bé. Có một cậu ở trong đội bóng rổ à? đã rủ tớ đi chơi à? Và bọn tớ bắt đầu hẹn hò. Nhưng mà cuối cùng mà hóa ra là cậu ta cũng đã cặp kè với cả cô ấy trong cùng lúc đi chơi với tớ. Và khi mà cô ấy tìm ra thì cô ấy nói rằng là chính tớ đã lấy trộm người yêu của cô ấy, trong khi ngay tớ, cả tớ cũng là nạn nhân. Vậy thật nạn. Thế thì mày xong hả? Cô ấy đã đẩy hết trách nhiệm vào tớ và nói rằng là tớ là manager của đội bóng rổ. Liệu những cái thứ như vậy có nó quá ngớ ngẩn không? Và sau khi tớ trở thành team là manager của đội chạy thì là cái việc đấy là cô ấy lại bắt đầu xoay tớ nữa. Xoay tớ nữa. Nhưng mà tớ nói thật là tớ chỉ muốn ủng hộ những người khác để họ có thể trở thành những phiên bản tốt nhất của bọn họ. Remember the gum on my locker? That was probably her doing. Definitely the type to hold a grudge. Còn nhớ về cái kẹo cao su ở trong locker không? Đấy chắc là do cô ấy. Cô ấy chắc chắn là cái người mà thích kiểu người mà hay thù dai ấy. Thù dai. All those girls have way too much time on their hands. All they do is complain and gossip. Nên những cái bọn này nó quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Bọn nó thì suốt ngày đi than phiền mà đi buôn chuyện. Why don't they do something more productive? They're the ones who should get a lecture from Akoda. Bọn chúng, tại sao bọn chúng không làm những cái gì mà có ích cho xã hội? Bọn chúng mới là cái người mà cần phải bị thầy Akoda cho một trận. You're not putting enough thought into your future. Tell that to them. Nên là hãy đi kể cho bọn nó là không có không suy nghĩ gì cho tương lai. Oh, that reminds me. Sorry for what they said about you. Bây giờ nhớ lại thì xin lỗi về những cái gì mà bọn chúng nói về cậu. Called you my boyfriend. Ngon đấy. Awkward, huh? Bọn chúng gọi cậu là người yêu của tớ á, khiến điều đấy nó hơi bị khó chịu quá đúng không? Đây là tớ thực sự là vinh dự. Ôi dồi ôi, Toàn. Em Toàn. Làm sao mà cậu có thể nói cái từ đấy á, với cả cái gương mặt mà không cảm xúc gì như vậy. Kiểu là cái gương mặt mà nó không có vẻ gì mà kiểu nó thay đổi ấy, kiểu ngầu lòi ấy. Và đã bao nhiêu đứa con gái mà cậu đã sử dụng cái câu đấy rồi. When it comes to relationships, you should never play with a woman's emotions. Khi mà nói về cái mối quan hệ, cậu không bao giờ nên chơi đùa với cái cảm xúc của một người con gái. Oh, right.
Không phải là. Make sure you don't tell Kaz or anyone else about the two timing thing, okay? Nên là đừng kể với Kaz hoặc bất kỳ một ai về cái vụ vụ của tớ nhé. You're the only one I've told. Cậu là cái người duy nhất mà tớ kể cho đó Shin Kun. Chúng ta sẽ có bí mật nhỏ nhỏ và nữa. I broke up with that two timing jerk a long time ago. Just so you know. Và tớ đã chia tay với ở cái thằng hai mặt từ rất lâu rồi. Và tớ nói để cho cậu biết. Thế là em nói cái việc này cho anh biết để làm cái gì? You might be thinking, so what, right? Yeah. What am I saying? Cậu chắc sẽ nghĩ rằng thế thì làm sao, có phải như vậy không? Yes, what I'm saying. Là những cái gì mà tớ định nói thì là. Con này kiểu con em nó tự trói nó vào cái nó định giải thích ấy. Nên là Zuko nhìn có vẻ đỏ mặt vì một lý do đó ấy. Có vẻ như mối quan hệ chúng ta tăng trưởng. Được. Quả này được ấy. Nên là con em nó tự nó trói nhá mẹ. Tôi, anh chưa làm gì, anh chưa dở võ anh nữa. Nên là mình bảo là cái level của việc cưa gái là chúng ta chưa cưa gã đổ ấy. Đây là cái kiểu mà chưa cưa gái đổ ấy. Nên là cái level cưa gái của thằng này nó ao kèo so với những. Chào mừng cậu quay trở lại. For some reason, okay. Chúng ta sẽ không đi tập tarot ngày hôm nay. Mình nghĩ là một là chúng ta đi học, hai là chúng ta. Hình như hôm nay có thể đi ra ngoài, mình đi ấy nhỉ. Hôm nay có cái cầu rít ở ngoài nhỉ. Hello Niamu. Nên là có thể các bạn qua phần 4, phần 5 thì quay lại phần này thì nó hơi bị nhàm chán. Bởi buổi tối là chúng ta cũng không có nhiều cái để hoạt động thật. Hoặc là ít nhất là chưa có nhiều ấy. Bởi vì là cái cơ bản cái Persona 3 này là nó cái phần lớn những cái hoạt động nó nặng rất là nhiều về phần buổi sáng ấy. Buổi tối thì loanh quanh chúng ta chỉ ấy thôi. Mình có thể mình học cái bài gì Animal Otiger này. Đây là phần mềm cho trẻ con nên những người lớn tuổi sẽ cần sự can đảm để chơi. Cũng rất là ảo là Animal Otiger. Thế lúc lại game. Đây có vẻ như trò chơi khi mà you play as the low. Kiểu như là cái trò gì ra. Có nghĩa là vẽ những cái con vợt để thương này. Cái con voi đã bắt đầu bo, đã đấm nhau à? Sau khi đấm nó cái gì? Athelo cái gì? Nên là giống kiểu cái nội dung nó rất là trẻ con ấy, nhưng mà cần sự can đảm để mà chơi. Mình đã có thể khiến cho tất cả những con vật nó vãi cả nước mắt. Bọn chúng có vẻ như đã bắt đầu nhìn qua cái màn ảnh với cả một cái đôi mắt bị sưng. Mình cảm thấy cái trải nghiệm này đã khiến cho cái tâm trí của mình nó có thể vững mạnh hơn. Tăng tăng về căn đảo. hình như là tăng thêm một rank nữa. Quyết tâm. Determination. Determinate. Ra mùng 7 chứ. Từ hôm nay hình như là có cái social rank mới. Có Chihiro định hay này. Mình đang nghĩ là có thể mình đi chơi với Chihiro rồi này. Hình như là bắt đầu kiểu một quan hệ. Oh shit, mình không có cái. Hình như cái em này là just thật đấy ra. Anyway, đây là cái rank đầu nên mình không cần phải ra. Em trước khi mà em anh mời em. Em đang nghĩ rằng là nếu liệu có thể liệu anh có thể giống như kiểu là thì tớ để vào việc luôn đi em ơi. Ok. Liệu chuyện này có thực sự ổn không à? Liệu anh có chắc là anh không phiền em một gì đó không à?
Là ý của em rằng là anh rất, em rất vui khi anh muốn mà hãy hãy cứ thư giãn đi baby. Được rồi, được rồi. Em không giỏi trong việc nói chuyện với những cậu con trai. Nên là có rất là nhiều người anh thanh niên ở trong cái hội học sinh, nên là em nghĩ rằng là em cần phải quen với việc chuẩn luôn. Tất cả cái này chỉ để training cho em ạ. Thôi, trường sắp hết rồi, đi thôi em ơi. Thế chúng ta đi cà phê nhá. Dẫn em phải đi. Nên là chúng ta đi đến tận dorm à. Nên là cả hai người đều chả nói cái gì. Xin lỗi, em đã nghĩ được và cái mà em định nói. I was trying to come up with a topic you might be interested in, senpai, but I couldn't think of anything. Em đã định nói nghĩ về một cái topic mà anh có thể là thích, nhưng mà nhưng em lại chưa nghĩ được cái gì. This is Iwatodai Dorm, right? Do you live here? Ở đây phải là Iwatodai Dorm đúng không? Anh ở đây sao xin cha? My house is in the other direction. Cái nhà của em thì ở chỗ thường khác. Thì tại sao em lại không nói như vậy? Hướng ngược lại. Sorry, I knew we were going the wrong direction, but I couldn't bring. Kiểu là con em nó ngại quá. Em biết rằng là chúng ta đã đi nhầm đường, nhưng mà em đã không thể nào có can đảm để mà nói bất kỳ một cái gì. I knew you took time out of your schedule just for me, so. Em biết rằng là anh đã dành thời gian trong trong cái lịch trình rất là bận rộn của anh để đi với em, nhưng mà thank you very much. Cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm nay. Hôm nay chưa nói được cái gì. Nên là kiểu cái mối quan hệ em này nó mới chỉ là còn chưa bắt tay nói chuyện. Mình cảm thấy gần hơn một chút. Bây giờ là bắt đầu ạ. Như mình nói là mình sẽ ưu tiên hết thân mấy em nữ, chứ còn mấy em nam thì kệ mẹ. Có được không có nữa. Thổ quỹ này. Đây là cái rank Arcana Justice. Well, please excuse me. Dạ, thử lỗi cho em. Ok, đi em ơi. Anh tạm thời tha cho đấy. Nhưng mà về sau là anh không tha cho đâu. Welcome back. Ok, ông. Yeah. Ok. Cái này là có cái gì nhỉ? Mình bao giờ mình phải ra ngoài có lớp sửa lầu executive này. Học cái mẹ này đi. Lần sau mình mua khác. Cái này nó cũng rẻ. Lắp. Những bài học về sự lịch sự. Tăng cái trang. Nên những cái trách nhiệm. Kiểu cái trách nhiệm ấy. Là đến sớm. Unpolished. Free day. Hôm nay thứ mấy nhỉ? Thứ 8 này. Có khi là mình đi chơi mấy ông bà già đây. Nhưng không có ai nhìn trường. Hôm nay có tin cao sổ. Hôm nay mình đi chơi ông bà già đây. Hình như là cái lịch trình ở phần này là nó cởi mở hơn so với phần trước nha. Kiểu cái phần phép ấy. Ramen is good for your skin. Quality coffee. Ok, chị này có nói gì không?
Yes, let's walk home together. See you. Ơ, thế là cái Mitsuru này mở sớm hơn hồi xưa à? My apologies. Chị đã quá bận. Có vẻ như là lo về cái... Có vẻ như là... Cô ấy đang muốn tập trung vào cái academic cô ấy. Có thể nếu mình là một thiên tài thì cô ấy có thể dành chút thời gian. Ok, phần này là nó mở Mitsuru rất là sớm ra. Còn lại là cái social link của Mitsuru là rất là muộn, mãi về sau. Vì nó gắn chặt với cả cái một cái sự kiện trong cái story mà. Hello, ơi, chúng ta sẽ đi chơi với ông bà già. Cái lần trước là mình ấy looking for something này. Oh, Johnny-chan. Làm sao mà cháu biết được là ta đang tìm một cái gì đấy? Liệu cháu có phải là thầy bói không? Ta đang tìm cái kính của ta. Không, ý của ta là không là cái ví. I seem to find. Ta đã không tìm được nó. Liệu cháu thể giúp không? Honestly, I do wonder if you can read mine. Thật tuyệt, ta không biết được rằng là cháu lại có thể đọc được suy nghĩ của ta. I was just thinking how nice it would be if someone lent us a hand. Ta lại cứ nghĩ rằng là thật sự là tuyệt sẽ một ai đó sẽ giúp chúng ta một tay ở đằng này. Hay là ba chúng ta đã tìm kiếm không ngờ gì của mình. Mình nghĩ ông này lẫn lắm. Chúng ta tìm thấy tất cả mọi nơi nhưng mà... Đợi đã. Nhưng mà chúng ta đang tìm cái gì nhỉ? Bạn này lẫn. Bonjour. Tôi đang tìm thấy một cái gì đó rất quan trọng bị, dưới đất ở ngoài kia. Liệu đây thuộc về ông sao? Ồ, phải thôi. Tôi đang tìm cái ví này khắp nơi. Nó có thể như là không có nhiều cái gì ở trong đấy, nhưng mà nên nó chứa đầy những cái báu vật đối với tôi. Excuse me. Cậu có phải là cái người học sinh chuyển trường mà mọi người đang nói đến? I am one as well. I am a student at Gekukan. Tôi cũng là một học sinh trên trường. Tôi là một học sinh ở Gekukonan. Rất là vui được gặp cậu. It's nice to meet you. I am here from France as an exchange student. My name is André Laurent Jean Giroux. Tôi là một học sinh trên trường từ Pháp. Tên của tôi là André Roland Revoux. But you can call me Bebe. It's quite nice to meet you. Nhưng mà cậu có gọi, thể gọi tôi là Bebe. Rất là vui được gặp cậu. Rất vui được gặp cậu. I am delighted to make your acquaintance. Yoroshiku. Nên tôi rất là vui khi quen với cậu. Rozushiku. Nên thằng này đôi khi nó sẽ sủa mấy câu tiếng Nhật ấy. If you get bored, come join me. Tôi đang training ở trong cái phòng ông economic trong mỗi ngày. Nếu mà cậu chán thì cậu đến gặp tôi. Thế ra thằng này là hàng ngày luôn. Sayonara. Reservoir and Sayonara. Thằng này nó sẽ cắn vừa cắn tiếng Nhật vừa cắn tiếng Pháp. Và cắn tiếng Anh nên là cắn rất là nhiều tiếng trong một cái hội thoại. Wow, thực sự là một cậu trai trẻ lịch sự lịch thiệp. I know I kept it in my wallet. I didn't want to forget about it at any cost. Ta biết rằng ta đã giữ nó trong ví. Ta đã không muốn quên nó bằng bất kỳ giá nào. There it is. I knew I put it in here. Good going, me. Ta biết rằng đó là để ở đấy. Dear, that key. Đấy là cái chìa khóa. Come on, dear. You know what it is? It's the key to our son's car.
Em biết đấy là chìa khóa gì? Đấy là chìa khóa của xe con trai chúng ta. Such a nice boy coming to visit us has a way of making me feel young again. Là có một cậu bé tốt bụng đến thăm chúng ta là cái cách để khiến nhá chúng ta lại cảm thấy trẻ ra. Been a while since I felt like putting the pedal to the metal. What age do I look, dear? Đã được rất lâu rồi ta mới có cảm giác trẻ như vậy. Ta nhìn trẻ là ra bao nhiêu tuổi vậy? Là sao? Please don't. Please don't. Why must you get into a car? Kéo ông này muốn lái xe à? To end up all alone? Tại sao ông lại muốn đi vào trong xe? Không muốn tôi ở một mình ra? Cái về cái vẹo gì mà về cái xe này vậy? Johnny Chan. I'm sorry for raising my voice. Did I scare you? Ta xin lỗi vì đã hét to như vậy. Liệu ta có làm cháu phải sợ không? Oh dear. Remember what I told you? How he passed away. Con trai của ta, hãy nhớ còn nhớ lần ta đã kể với cháu á là nó đã mất như thế nào không? On his way home from work, he got into an accident. He was hit by a dump truck driver who was. Trên đường nó đi về nhà, nó đã gặp tai nạn. Và nó đã bị đâm bởi vì một cái gã lái xe tải và say xỉn này. Cháu xin lỗi khi nghe cái điều đấy. Cháu rất tiếc khi nghe điều đấy. No, please punch me. Just punch me for being so insensitive. Thì hãy đấm ra đi Johnny. Hãy đấm cho ta đi bởi vì ta đã không tinh tế. With all my excitement, I forgot to consider how my wife might feel. I'm such a. Trong tất cả những cái sự phấn khích, ta đã quên mất là suy nghĩ việc là cái cảm xúc của vợ ta là như thế nào. Ta thực sự là một con người. Bukichi đã chia sẻ cái sự thật về cái chết của bọn họ, con trai họ. Ok. Nên là cái câu chuyện nó cũng rất là buồn nhỉ. Đây là một rank 3. Why are we all just moping around here? Nhưng mà tại sao chúng ta lại cứ đứng đây làm gì nhỉ? Since my wallet's been located, why don't we go out and have a nice dinner, dear? Tại sao khi mà ta đã tiền để ví, tại sao chúng ta không ra ngoài ăn một cái gì đó ngon nhỉ? And this is for you. Và đây là phần cho cháu. Consider it your reward for helping us look around. Hãy coi như đây là một phần thưởng để giúp chúng ta tìm được cái ví. Mình không biết là bác này bán sách là kiếm được nhiều tiền nhỉ? Chúng ta có medicine vào trong túi. Ông ấy nhồi vào túi của mình. Nhồi vào túi là phải lấy thôi mẹ. Kiểu ép lấy mà. Oh, it's you. Welcome back. Mình nghĩ là mình sẽ học cái gì trong này đấy. Nhưng còn một tuần nữa rồi. Shit. Có virtual đây là này, beautiful body này. Học mấy phần mềm này mà lên này. Muốn một cơ thể gầy này. Cái gì đây? Tăng cái can đảm sao nhỉ? Hay tăng cái charm? Cho tăng charm á? Hay là mình nghĩ là lần mai mình có ấy. Thôi chết rồi, cái này hình như là mai có cái event đấm nhau quái nè. Thôi bỏ mẹ rồi. Hôm nay rồi. Shit. Yo,